em mong em thành công. Và ngay sau đây Hưng sẽ hát một em bé này rất dễ thương. Cảm khúc được sự yêu thương em bé được bố mẹ gửi tới mà hát song ca với chú Hưng. Xin một tràng tay chào đón em bé Vũ Hà. Rất bé. Bé tí kẹo quá. Dạ. Dạ bé xin chào quý khán giả. Yeah. Lên luôn luôn bé. Lucy. Ngồi thôi ngồi luôn nha. Thank you.
đứng hát và đặc biệt là dự một buổi lễ khai trương của bé Ú Lan. Tại sao tất cả mọi người đều kêu bé là bé Ú Lan? Vì hồi trước cách đây khoảng 2 tháng thì Ú Lan nặng tới 100 cân. Sinh sau 2 tháng ấp ủ làm ra được với quán trà sữa thì bé ấy đã sút đi được khoảng 30 ký, bây giờ chỉ còn 70 ký. Nhưng bé vẫn còn tên là Ú Lan. Mong là tất cả các bà con ở gần đây hãy ủng hộ cho quán trà sữa của bé Ú Lan. Và bây giờ là một bài hát rất quen thuộc với tựa đề Collagen de Melao mà quý vị gọi là Mía Lào. Mời các bạn cùng vào đây. Cho chàng có tay đừng to được không quý vị ơi? Thank you. Xin chào. Leo, let's go. Collagen de Melao. Me lao, 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 me